đẹp trong đời không ai bằng, không sanh chẳng bị màng nên hai con đành. Các thân Phật vô tình đi về Phật thế, tất cả pháp đường trú cho nên con về. Trước khi lớn nguyện lớn khắp độ chúng quần sinh, kiếm bò thân năm khổ phá nghiệp quý và lễ tháng nguyện cùng ta chúng sinh đồng sanh như ta. Chí tâm đảnh lễ thường tịch quang tịnh độ A Di Đà Như Lai, phát thân mô thanh tịnh đập tháng giây. Bị vô minh che đầy hình thiên đạo mê lầm, lại do
sâu căn ba nghiệp quán theo pháp chẳng lành. Trong phẩm mười đều giữ cùng năm tội vô gián, và tất cả các tội các nhiều vô lượng vô biên nói không tệ. Mười phương đất đức Phật thường ở trong đời, thiên pháp cũng như thương màu đầy đất các vị ngập tràn. Phong ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả lý màu thường trụ đầy dậy hư không. Trải qua các đường dữ trăm nghìn muôn kiếp tròn khánh phục lúc nào tha khỏi. Chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quán, cho nên phải biết cả thầy các pháp đều là Phật pháp, mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí bộ đề mà thấy con thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, nay mới có ngộ, nay mới chừa bỏ ăn năn. Cùng rối trước các đức Phật và A Di Đà Thế Tôn mà phát lộ sám hối, làm cho đệ tử cùng pháp giới chúng sanh tất cả tội nặng do ba nghiệp sao chẳng gây tạo từ vô thi. Một hiện tại cùng vị lai, chính mình tự gây tạo một tiểu người, hay là thấy nghe người gây tạo mà vui theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc nghi hoặc chẳng nghi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thấy đều được đốt đáo thanh tịnh. Để tự sám hối rồi sám căn cùng ba nghiệp trong sạch, có lỗi lầm căn lành tu tập cũng tròn thanh tịnh, thấy đều hồi hướng dùng tráng nghiêm tịnh độ. Tập với chúng sanh đồng sanh về nước An Dương. Nguyện Đức A Di Đà Phật từng đến hộ trì, làm cho căn lành của đệ tử hiện tiền, tăng thân chẳng mất những duyên tình đồ, đến giờ lắm chung thân an lành. Niệm chánh vững vàng, xem nghe đều rõ ràng, tăng mặt thấy Đức A Di Đà cùng cả thánh chúng tay cầm đài hoa tiếp dẫn đệ tử. Trong hoàng sát ngã sánh ra trước Phật, tu đạo hành Bồ Tát đồng đồ, các chúng sinh đồng thành Phật đồ. Đệ tử sám hối phát nguyện rồi quy mạng đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Như lòng con kính ngưỡng tiếc tha, ngưỡng chư Phật kính mà chứng. Thank you.
tội hơn núi cả chẳng nhọc nhiều pháp vài lần. Thank you.
Thank you.
Huệ tóc viên minh
Yeah.